Chị má chụp ảnh kiểu này thì con Hương này chụp ảnh kiểu này xấu bỏ mẹ ấu không thơm em ỉ bấm vào mặt đã mặt nó có anh Phương ờ bấm vào mặt thì không mày phải bấm vào mặt nó có anh Phương nó mới không cái điểm dáng đã tốt nghiệp chó nó là điện thoại nó cứ bật bật lên bà nói bấm được đấy bà Hương này nói chung là bà chụp lấy được mày chụp cho tao bằng cái máy của mày đi bỏ mẹ được.